Xin chào các bạn, chào mừng các bạn về kênh YouTube của Mang Oan. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những chiếc máy tính Apple MacBook đang chạy hệ điều hành Mac OS để các bạn có thể dễ dàng làm quen với giao diện cũng như là các phím tắt cũng như là các chức năng trên hệ điều hành Mac OS. Và không dài dòng nữa, bắt đầu video thôi. Intro. Mang Oan số 1 về Mac. Và phần đầu tiên của video thì mình sẽ chia sẻ những điều cơ bản nhất khi các bạn sử dụng máy Mac OS. Có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, mình mới mua máy về thì đã không có gõ tiếng Việt. Thì ok, phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách để mà thêm bộ gõ tiếng Việt ở trên tất cả các dòng Mac. Thì đây là màn hình giao diện chính của Mac OS. Ở góc bên tay trái chúng ta sẽ có hình quả táo. Các bạn ấn vào đó. Vào dòng thứ hai có chữ System Preferences. Ở phần này, đây là tất cả những cái menu tùy chỉnh cơ bản nhất của máy Mac. Mình sẽ đi thẳng đến luôn phần keyboard nằm ở phía dưới này. Ở đây sẽ có 5 tab khác nhau và mình sẽ đi thẳng đến phần input sources. Ở khung bên tay trái đây, chúng ta sẽ có một menu các ngôn ngữ bàn phím đang có hiện tại. Và khi mới mua máy về, chúng ta sẽ mặc định là có tiếng Anh thôi. Thì mình sẽ thêm dấu cộng ở phía dưới này. Ở đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và mình sẽ tìm tiếng Việt. Phía dưới sẽ có một chữ là thanh search, mình sẽ tìm là Việt Nam. Chúng ta sẽ có Vietnamese ở đây. Và theo như mình khuyến cáo các bạn thì các bạn nên sử dụng bộ gõ Telex là đơn giản nhất. Hoặc các bạn quen thuộc với VNI thì các bạn có thể sử dụng VNI ở đây. Nhưng như mình thì quen thuộc với Telex nên mình sẽ chọn Telex. Ok, như vậy là chúng ta đã xong phần thêm bộ gõ. Và mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn cách chuyển đổi bàn phím gõ tiếng Việt và bàn phím gõ tiếng Anh. Ở trên góc phải đây chúng ta sẽ có một biểu tượng hình chữ A. Hoặc là Telex, khi các bạn chuyển sang Telex thì nó sẽ có biểu tượng ở đây. Hoặc là phím tắt, khi các bạn đang trong giai đoạn gõ văn bản, các bạn muốn chuyển phím tắt, các bạn sẽ ấn nút Ctrl cộng với nút cách. Giữ nút Ctrl và ấn nút cách để chúng ta có thể tùy chọn những cái ngôn ngữ bàn phím của chúng ta. Phần tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là phần quản lý file trên những chiếc Mac OS. Ở Windows chúng ta sẽ có File Explorer. Còn ở trên Mac OS chúng ta sẽ có một phần quản lý file tên là Finder. Đây là giao diện của phần Finder. Ở phần bên trái thì chúng ta sẽ có những cái phần tab để mà truy cập vào những cái phần file khác nhau. Như ở phần đầu tiên chúng ta có AirDrop, phần thứ hai chúng ta có Recent và những file mở gần đây. Thứ ba là chúng ta sẽ có phần ứng dụng, thì cái phần này mình sẽ nói sau. Thứ tư là chúng ta sẽ có phần Desktop. Thứ năm là chúng ta sẽ có phần Document. Chúng ta thường để lưu những cái tài liệu của chúng ta phần Document là nhiều nhất. Và cuối cùng là phần Download. Khi mà các bạn tải một cái phần mềm trên Safari về thì nó sẽ nằm ở phần download đây. Việc đầu tiên mình muốn hướng dẫn cho các bạn ở trong phần Finder đó là phần tạo một folder để các bạn có thể dễ dàng quản lý những cái file của các bạn hơn. Thì tạo folder chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên chúng ta sẽ dùng hai ngón tay tạo phần checkpad và ấn vào New Folder. Chúng ta đã có một folder New Folder ở đây rồi. Nó sẽ đặt tên là Untitled Folder. Cách thứ hai để chúng ta tạo một Untitled Folder mới, chúng ta sẽ sử dụng hotkey và nút Command, Shift và N. Chúng ta đã có Untitled Folder 2. Tiếp đến là phần đổi tên folder. Để mà đổi tên folder chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên chúng ta sẽ ấn nút Return trên bàn phím và chúng ta nhập tên mà chúng ta muốn đổi cho cái folder và kết thúc vào nút Return. Cách thứ hai thì chúng ta chọn folder muốn đổi tên, sử dụng hai ngón tay chạm vào phần checkpad. Lúc này chúng ta sẽ có một bảng option hiện ra, chúng ta sẽ ấn vào phần rename. Chúng ta cũng đặt tên mà chúng ta mong muốn và ấn return để kết thúc. Và cuối cùng để mà xóa file ở trên những chiếc Mac OS, việc này nó sẽ hơi khác trên với những chiếc máy chạy Windows. Bình thường để mà xóa một file chúng ta hết chọn file đó và ấn nút delete, nhưng mà trên Mac thì chúng ta sẽ cần giữ thêm một nút là nút command để chúng ta xóa file. Dụ đây mình chọn luôn hai folder là Mac 1 và Mac 1.2. Chúng ta sẽ ấn nút Command và Delete. Để mà khôi phục những file vừa xóa, chúng ta ấn nút Command Z. Cách thứ hai để xóa folder, chúng ta lựa chọn folder muốn xóa hoặc file muốn xóa. Chúng ta ấn hai ngón tay vào trên phần touchpad và ấn vào phần Move to Trash. Và phần tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là phần các phím tắt các bạn thường hay sử dụng ở trên những chiếc máy Mac OS. Phím tắt đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là nút Command C. Nút Command C này chúng ta sẽ dùng để copy một phần text mà chúng ta đã lựa chọn.
chúng ta sẽ sử dụng nút Command C. Và để mà paste nó ra thì chúng ta sẽ sử dụng nút Command cộng với nút V. Tương tự như trên những chiếc máy tính Windows thì chúng ta sẽ cũng sẽ bôi đen và chúng ta sẽ có phím tắt Command X là để chúng ta cắt một phần text đã được lựa chọn. Và cũng rất giống với những chiếc máy Windows, chúng ta thì thay phím tắt Ctrl cộng với những cái câu lệnh chúng ta hay thường dùng như là Command Z để chúng ta undo lại cái tác vụ chúng ta vừa mới làm. Và một phím tab nữa các bạn hay sử dụng đó là nút chuyển tab. Khi chúng ta đang có hai tab Safari và Note, chúng ta sẽ sử dụng Command cộng tab để chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi qua các tab này tab kia. Và để phóng to màn hình lên thì mình hay sử dụng phím tab là Ctrl cộng với Command cộng với nút F. Chúng ta sẽ có full màn hình để chúng ta có trải nghiệm tốt nhất trên những ứng dụng hay là khi chúng ta lướt web, chúng ta sử dụng gõ văn bản. Và trên Safari thì cũng tương tự như những trên chiếc máy Windows, chúng ta sẽ thay nút Ctrl thành nút Command. Ví dụ như các bạn muốn mở một tab mới, chúng ta sẽ sử dụng Command cộng nút T. Chúng ta sẽ tạo ra được một tab mới và cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ có tab mới. Và để tắt tab cũng như vậy, chúng ta sẽ sử dụng nút Command cộng W để chúng ta tắt tab. Và để phóng nhỏ màn hình lại thì chúng ta sẽ sử dụng lại phím tắt Command Ctrl cộng nút F. Để tắt những ứng dụng, chúng ta sử dụng phím tắt Command cộng Q hoặc là di chuột vào góc ô bên tay trái, chúng ta sẽ có biểu tượng nút X màu đỏ ở đây. Và phần cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là phần trackpad trên những chiếc máy MacBook. Trackpad của MacBook có một diện tích rất là lớn và có thể gọi là một chiếc trackpad ngon, mượt, nhạy, tốt nhất trong thế giới máy tính xách tay. Và Apple đã làm rất là tốt việc này, cũng như là việc minh họa cách sử dụng những chiếc trackpad này ra sao để người sử dụng có thể dễ dàng làm quen nhất. Thì mình sẽ sử dụng luôn hình minh họa của Apple. Thì các bạn ấn vào phần trái táo ở góc trái đây. Chúng ta sẽ vào phần System Preferences. Ở đây chúng ta sẽ vào phần trackpad. Chúng ta sẽ có 3 tab khác nhau. Mỗi tab sẽ có một những cái hướng dẫn khác nhau bằng mình minh họa rất là dễ hiểu và dễ trực quan. Phần này thì mình sẽ không nói quá là nhiều. Di chuột vào phần nào thì cũng sẽ có những cái hình minh họa rất là chi tiết nằm ở bên tay phải đây. Ví dụ như chúng ta có thể tap to click, sử dụng một ngón tay để tap. Đó, mình giơ vào đây. Tap to click này thì cũng rất là đơn giản thôi. Nếu mà bạn chạm một ngón tay vào, nó sẽ giống chạm một ngón tay trên cái trackpad này, nó sẽ giống như nút chúng ta ấn mạnh vào. Khi chúng ta tắt cái đấy đi thì để mà bật lên thì chúng ta phải ấn mạnh vào cái trackpad của chúng ta. Ngoài ra thì có phần cử chỉ vuốt. Chúng ta sẽ có các cử chỉ vuốt ở đây và Apple đã làm rất tốt việc minh họa. Phần cuối cùng là phần More Gesture. Phần này thì cho chúng ta được minh họa về nhiều cách chúng ta có thể sử dụng nhanh, điều khiển nhanh chiếc Mac của chúng ta bằng những cái thao tác cử chỉ trên chiếc touchpad có sẵn ở trên chiếc Mac OS này. Và vừa rồi là những điều cơ bản nhất mình muốn chia sẻ dành cho các bạn mới sử dụng những chiếc máy chạy hệ điều hành Mac OS. Và mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn có thể làm quen và dễ dàng sử dụng chiếc Mac của mình hơn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share, subscribe kênh YouTube của Mac One để ủng hộ chúng mình nhé, để chúng mình có nhiều động lực ra thêm video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!